Xin chào, hôm nay Lật Án sẽ chia sẻ với các bạn về một cái chết bí ẩn mà đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Chính xác là 10 năm về trước, có một cô nữ sinh viên đi du lịch một mình, nhưng sau đó đã mất tích. Khi cảnh sát tìm kiếm thì phát hiện cô ở trong bồn chứa nước ở trên tầng thượng của một tòa nhà. Địa điểm xảy ra vụ án là trung tâm thành phố Los Angeles. Đây là thành phố lớn nhất tiểu bang California và lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ. Thành phố này có biệt danh là thành phố của các thiên thần, bởi nơi đây là trung tâm kinh doanh, thương mại quốc tế, giải trí, văn hóa, truyền thông, và câu chuyện hôm nay được diễn ra tại đây. Nhân vật chính có tên là Elisa Lam, 21 tuổi, là một sinh viên người Canada gốc Hoa và học tại Đại học British Columbia ở Vancouver. Trong thời gian học đại học, Elisa Lam đã phải đối đầu với trầm cảm và phải chịu nhiều áp lực. Chính vì vậy vào tháng 1 năm 2013, cô đã quyết định một mình đi du lịch. Trong chuyến đi đến California, Lam đã đi một mình trên Amtrak, là công ty vận tải hành khách bằng đường sắt quốc gia của Hoa Kỳ, và xe buýt liên thành phố. Cô đã đến thăm sở thú San Diego và đăng những bức ảnh chụp ở đó lên mạng xã hội. Vào ngày 26 tháng 1, cô đến Los Angeles. Sau 2 ngày, cô nhận phòng tại khách sạn Cecil, Los Angeles, gần Skid Row của trung tâm thành phố. Ban đầu Lam được bố trí ở chung một phòng với những người khác trên tầng 5 của khách sạn. Tuy nhiên, những người này phàn nàn cô có một số hành vi kỳ quặc nhất định và cô phải chuyển sang một phòng riêng sau 2 ngày. Hằng ngày Elisa Lam vẫn giữ liên lạc với cha mẹ ở British Columbia từ đầu chuyến du lịch. Kể từ ngày 31 tháng 1, cô đột nhiên biến mất không dấu tích. Vậy chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Để biết chi tiết, chúng ta cùng quay ngược thời gian về ngày 31 tháng 1 năm 2013. Buổi chiều ngày 31 tháng 1 năm 2013, Elisa Lam dạo phố và mua vài món quà tặng cho gia đình cũng như người thân của mình. Nhân viên khách sạn nhìn thấy Lam hôm đó cho biết cô chỉ có một mình. Bên ngoài khách sạn, Kathy Orphan, chủ của một hiệu sách gần đó, là người duy nhất nhớ lại đã gặp Lam ngày hôm đó. Và nhận xét rằng cô ấy hướng ngoại, rất hoạt bát, rất thân thiện. Cô ấy còn nói về cuốn sách muốn mua và liệu những thứ đó có quá nặng để mang theo khi đi du lịch hay không. Ngày 1 tháng 2 năm 2013, cô định trả phòng ở khách sạn Cecil và lên đường đến Santa Cruz. Tuy nhiên, cha mẹ không nhận được tin từ cô. Bố mẹ cô rất lo lắng nên đã gọi cho sở cảnh sát Los Angeles để tìm kiếm sự giúp đỡ và... Sau đó vì quá sốt ruột nên cha mẹ của cô cũng bay đến đấy để hỗ trợ cảnh sát tìm kiếm. Cảnh sát đã khám xét khách sạn trong phạm vi hợp pháp có thể. Họ lục soát phòng của Lam và cho chó nghiệp vụ đi khắp tòa nhà, bao gồm cả sân thượng, nhưng những chiếc mũi của chúng không đánh hơi được mùi của cô. Vào ngày 6 tháng 2, một tuần sau khi Lam vẫn không có bất kỳ một thông tin gì thêm, cảnh sát quyết định cần thêm sự trợ giúp. Tờ rơi thông báo người mất tích có hình ảnh của Lam đã được đăng trong khắp khu phố và cả trên mạng Internet. Điều này đã thu hút sự chú ý của công chúng thông qua các phương tiện truyền thông. Ngày 13 tháng 2 năm 2013, cảnh sát quyết định công khai đoạn băng được quay bởi một camera trong thang máy của khách sạn Cecil, những hình ảnh đầy bất thường cuối cùng của Elisa Lam, để mở rộng tìm kiếm. Mãi 3 tuần sau, các du khách ở khách sạn Cecil bắt đầu phàn nàn về việc vòi nước của họ chảy rất yếu. Một số khác còn phàn nàn rằng nước tắm bị đổi màu và có mùi hôi khó chịu. Sáng 19/2/2013, một nhân viên khách sạn tên là Santiago Lopez bắt đầu lên kiểm tra bồn chứa nước trên mái của khách sạn. Anh phát hiện thấy phần nắp của một bồn nước đã bị mở ra. Lopez trèo lên kiểm tra và kinh hãi phát khi hiện một thi thể phụ nữ trong bồn. Ngay lập tức cảnh sát có mặt tại hiện trường và kết luận rằng đó chính là Elisa Lam. Vào ngày 21 tháng 2, văn phòng điều tra Los Angeles đã đưa ra kết luận về việc chết đuối do tai nạn.
cùng chứng rối loạn lưỡng cực là một yếu tố quan trọng. Báo cáo đầy đủ của nhân viên điều tra, được công bố vào tháng 6, nói rằng thi thể của Lam đã được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, bộ quần áo đang nổi trong nước cùng thi thể, tương tự bộ đồ cô mặc theo video từ thang máy, phủ một lớp hạt giống như cát. Đồng hồ và chìa khóa phòng cũng được tìm thấy cùng với cô ấy, thi thể của Lam đã phân hủy ở mức độ vừa phải, trương phình. Da chủ yếu có màu xanh lục, với một số vân xanh ở bụng dưới và da tách rõ rệt. Không có bằng chứng về chấn thương thể chất, tấn công tình dục hay tự sát. Các xét nghiệm độc chất chưa hoàn thành vì không đủ lượng máu còn lưu lại cho thấy dấu vết phù hợp với thuốc kê đơn được tìm thấy trong đồ đạc của Lam, cùng với các loại thuốc không kê đơn như Sinupap và Ibuprofen. Một lượng cồn rất nhỏ, khoảng 0,02g, được tìm thấy trong thi thể, nhưng không có các loại thuốc kích thích khác. Cuộc điều tra đã xác định Lam chết như thế nào, nhưng không đưa ra lời giải thích về việc làm thế nào cô ấy vào được bể ngay từ đầu. Cửa ra vào và cầu thang dẫn lên tầng mái của khách sạn đều bị khóa, chỉ có nhân viên mới có mật mã và chìa khóa, và bất kỳ tác động vào nó sẽ kích hoạt một báo động. Tuy nhiên, lối thoát hiểm khi có cháy của khách sạn có thể cho phép vượt qua các biện pháp an ninh đó, nếu Elisa Lam hoặc ai đó có thể đã đi cùng cô ấy ở đó, biết được. Đoạn video do một người dùng Internet tại Trung Quốc thực hiện sau cái chết của Lam và đăng lên mạng Internet cho thấy sân thượng của khách sạn có thể dễ dàng tiếp cận thông qua lối thoát hiểm và nắp của hai bồn chứa nước đã bị mở. Ngoài câu hỏi làm thế nào cô ấy lên được nóc của khách sạn, những người khác hỏi liệu cô ấy có thể tự mình xuống bồn chứa hay không. Bốn bể chứa nước đều có hình trụ cao 4x8 feet, đặt trên các khối bê tông, không có lối vào cố định và các nhân viên khách sạn phải dùng thang để soi nước. Chúng được bảo vệ bởi những chiếc nắp nặng khó thay thế từ bên trong. Các suy đoán nảy sinh liên quan đến video thang máy. Một số người lập luận rằng Lam đang cố gắng trốn tránh một kẻ truy đuổi, có lẽ ai đó phải chịu trách nhiệm cuối cùng về cái chết của cô, trong khi những người khác nói rằng Lam có lẽ chỉ thất vọng với sự cố rõ ràng của thang máy. Một số người không thấy bị thuyết phục bởi kết quả âm tính khi kiểm tra chất gây nghiện trên cơ thể của Lam. Họ ủng hộ giả thuyết rằng cô chịu tác động của một loại ma túy bất hợp pháp nào đó, gợi ý rằng loại chất như vậy có thể đã bị phân hủy trong khoảng thời gian thi thể cô ấy bị phân hủy trong bể, hoặc cô ấy có thể đã uống những loại cocktail hiếm có loại chất như vậy mà xét nghiệm thông thường sẽ không phát hiện ra. Báo cáo khám nghiệm tử thi và kết luận của nó cũng đã bị nghi ngờ. Ví dụ, báo cáo không cho biết kết quả của việc thu thập chứng cứ liên quan đến cưỡng hiếp và dấu vân tay như thế nào, hoặc thậm chí nếu chúng đã được xử lý. Báo cáo cũng ghi lại vũng máu dưới da ở vùng hậu môn của Lam, mà một số nhà quan sát cho rằng đó là một dấu hiệu của lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu bệnh học đã lưu ý rằng nó cũng có thể là do đầy hơi trong quá trình phân hủy của thi thể, và trực tràng của cô ấy cũng bị. Ngay cả các nhà giải phẫu bệnh của tử thi cũng tỏ ra mâu thuẫn về kết luận của họ rằng cái chết của Lam là do tai nạn. Vài tháng sau, cha mẹ nạn nhân là David và Gina Lam đã đệ đơn kiện khách sạn Cecil khi vụ việc được phanh phui. Luật sư của Lam tuyên bố, phía khách sạn có nhiệm vụ kiểm tra và tìm kiếm các mối nguy hiểm có thể gây mất an toàn với khách thuê. Tuy nhiên, luật sư của khách sạn Cecil đã đệ đơn yêu cầu bãi bỏ. Phía luật sư lập luận, khách sạn không có lý do gì để nghĩ rằng ai đó sẽ tự ý chui vào các bể chứa nước của họ. Dựa trên các tuyên bố của tòa án, lập luận của vị luật sư đại diện của Cecil không hoàn toàn viển vông. Bởi chính nhân viên bảo trì Santiago Lopez, người đầu tiên tìm thấy thi thể nạn nhân, đã mô tả chi tiết việc anh phải rất nỗ lực mới tìm thấy Lam. Theo lời khai từ Lopez, cảnh sát cho rằng rất khó để Lam tự mình leo vào bồn nước mà không ai nhận ra. Thẩm phán Hal Upham của tòa án thượng thẩm Los Angeles, Mỹ, đã đưa ra phán quyết về cái chết của Elisa Lam là không thể xác nhận được vì nó xảy ra tại khu vực mà khách thuê không được phép tiếp cận. Bởi vậy,
vụ kiện đã bị bác bỏ. Gần 10 năm trôi qua, câu trả lời cho bí ẩn đằng sau cái chết của nữ du khách 21 tuổi Elisa Lam vẫn còn bị bỏ ngỏ. Những ám ảnh xung quanh vụ án kỳ bí này còn lưu lại trong tâm thức của công chúng. Đến nay, cái chết của cô gái trẻ xấu số vẫn là một trong những vụ án mạng bí ẩn nhất thế kỷ 21 gây chấn động thế giới. Có giả thuyết nào khác thì hãy cùng bàn luận thêm ở phần bình luận bên dưới nhé. Nếu muốn thì có thể ủng hộ Lật Án bằng cách ấn vào nút đăng ký và yêu thích video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.